Kính chào quý vị và các bạn. Đây là bản tin nhật ký cuộc sống đầu tiên của năm mới 2017 của kênh truyền hình VTC14. Thay mặt cho những người làm chương trình, kính chúc cho quý vị và các bạn có một năm mới tràn ngập niềm vui, sức khỏe và nhiều điều may mắn. Mở đầu sẽ là những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay. Người dân trên khắp thế giới tưng bừng chào đón năm mới 2017 với những hy vọng mới. Tại Việt Nam, nhiều hoạt động ngoài trời cũng đã được tổ chức. Hà Nội vẫn sẽ điều chuyển phương tiện giữa các bến xe từ ngày mai, mùng 2 tháng 1, bất chấp những phản đối từ phía các doanh nghiệp. Tìm hiểu mô hình trồng dâu tây siêu sạch theo công nghệ cao tại Đà Lạt, Lâm Đồng trong chuyên mục đi tìm thực phẩm sạch tối nay. Thổ Nhĩ Kỳ lại rúng động bởi một vụ tấn công hộp đêm ngay trong đêm giao thừa. Ít nhất 39 người được xác định là đã thiệt mạng, trong đó có nhiều người nước ngoài. Tạm gác lại những lo ngại sau một loạt vụ tấn công khủng bố trên khắp thế giới trong năm vừa qua, người dân ở nhiều thành phố lớn như New York, Paris, London, Rio de Janeiro đã hào hức tham gia các hoạt động chào đón thời khắc giao thừa để đón chào, chúc mừng năm mới 2017 với những niềm hy vọng mới. Mời quý vị cùng theo dõi những khoảnh khắc đáng nhớ tại nhiều quốc gia trên thế giới qua phần tổng hợp ngay sau đây. Tại châu Âu, người dân có phần dè chừng hơn với những lễ hội hay sự kiện tụ tập đông người sau một năm 2016 với nhiều vụ khủng bố tàn khốc. Tuy vậy, hàng nghìn người vẫn kéo tới đại lộ nổi tiếng Champs-Élysées ở thủ đô Paris của Pháp để chào đón năm mới. An ninh tại đây đã được thắt chặt để lễ đón năm mới diễn ra an toàn. Tại Anh, người dân London đã tụ tập đón giao thừa trên đường phố, các cây cầu và điểm bắn pháo hoa ở tháp đồng hồ Big Ben nổi tiếng. Chương trình biểu diễn ánh sáng kèm pháo hoa diễn ra trong 10 phút, kèm tiếng chuông của Big Ben đánh dấu thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới. Thành phố New York cũng là một trong những nơi có lễ đón năm mới lớn nhất thế giới, với hàng triệu người tập trung ở quảng trường thời đại để xem quả cầu thời gian rơi xuống. Cảnh tượng này được phát sóng trực tiếp trên toàn nước Mỹ với cơn mưa hoa giấy được thả xuống khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Ngoài ra, màn bắn pháo hoa đón giao thừa lớn nhất thế giới đã diễn ra ở tại cảng và nhà hát Opera Sydney, thu hút hàng triệu du khách và người dân địa phương. Rio de Janeiro của Brazil được coi là một trong những thành phố có lễ đón giao thừa sôi động nhất, diễn ra dọc theo bãi biển Copacabana ở Brazil. Tại đây, lễ hội truyền thống mang tên Réveillon đã thu hút hàng triệu người đứng dọc bờ biển, mặc đồ trắng và tung hoa xuống biển. Bên cạnh đó là những cuộc trình diễn nhạc sống bắn pháo hoa. Ở Dubai cũng đã có một màn trình diễn pháo hoa tuyệt đẹp ở tháp Burj Khalifa, tòa nhà cao nhất thế giới, được xem là rất ấn tượng và mãn nhãn nhất. Màn trình diễn ánh sáng đẹp mắt bằng pháo hoa này đã làm nên một sự kiện khởi đầu ấn tượng cho Dubai trong năm 2017. Trong khi đó, ở các nước châu Á, giao thừa được tổ chức ở Hong Kong giống như ở New York. Khán giả cũng tập trung ở quảng trường thời đại Hong Kong để xem quả cầu thời gian rơi, báo hiệu năm mới bắt đầu. Một con rồng bằng pháo hoa đã xuất hiện ở đường chân trời. Không khí đón năm mới vẫn đang rất rộn ràng tại nhiều nơi. Nhân dịp này, các nhà lãnh đạo nhiều quốc gia trên thế giới đã gửi đi những thông điệp kêu gọi sự đoàn kết, nỗ lực hơn nữa của người dân, cũng như sự đối thoại, hợp tác giữa các quốc gia trên toàn thế giới. Vào ngày 31 tháng 12, trong bài phát biểu hàng tuần, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể người dân, đề cao những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông. Tôi kêu gọi người dân Mỹ hãy đoàn kết sau cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016, bởi việc đưa nước Mỹ tiến lên phía trước là nhiệm vụ của tất cả người dân. Do đó, chúng ta cần duy trì và xây dựng những thành tựu đã đạt được, chấm dứt nạn đối xử phân biệt, thắt chặt các quy định đối với các đại gia phố Wall, tới bảo vệ hành tinh cho thế hệ tương lai. Điều này giúp người dân Mỹ xích lại gần nhau hơn. Trước đó, trong thông điệp năm mới gửi tới toàn thể người dân Đức, Thủ tướng Angela Merkel khẳng định chủ nghĩa khủng bố là phép thử lớn nhất đối với nước Đức, đồng thời cam kết sẽ đưa ra các quy định nhằm tăng cường an ninh sau vụ tấn công khủng bố lao xe tải vào khu chợ Giáng sinh Đông Đúc ở Berlin, làm 12 người thiệt mạng hôm 19 tháng 12.
Tôi kêu gọi người Đức tránh xa chủ nghĩa dân túy và Đức nên giữ vai trò dẫn đầu trong việc đối phó với các thách thức mà Liên minh châu Âu-EU đang phải đối mặt. Bên cạnh đó, người dân Đức cũng cần giữ vững các giá trị dân chủ trong cuộc đối đầu với khủng bố và chống lại những kẻ giết người đầy lòng hận thù bằng sự gắn kết và tình thương. Trong thông điệp gửi tới người dân Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng nước Nga đã không ngừng nỗ lực, đã tin tưởng vào chính mình và gặt hái nhiều thành công. Tổng thống Putin bày tỏ hy vọng năm mới 2017 sẽ mang lại hòa bình và thịnh vượng cho nước Nga. Là một quốc gia đối mặt với nhiều vụ tấn công khủng bố thời gian qua, vì vậy trong thông điệp năm mới 2017, Tổng thống Pháp François Hollande đã cam kết sẽ theo đuổi cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và cực đoan trên toàn thế giới. Còn ở Thái Lan, nhà vua mới Maha Vajiralongkorn cũng kêu gọi đoàn kết trong thông điệp đầu tiên chào đón năm mới. Đây là lần thứ hai nhà vua mới của Thái Lan phát biểu trước công chúng. Đó là những phát ngôn của các nhà lãnh đạo. Vậy người dân trên toàn thế giới, những người đã trải qua một năm 2016 với quá nhiều biến cố, họ sẽ có những ước mong như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Tôi ước rằng sang năm mới, người dân Pakistan có thể sống trong hòa bình, bởi đất nước phải ngừng cảnh chiến tranh thì người dân mới có thể sống hạnh phúc được. Đã có quá nhiều đau khổ và sự mất mát khôn nguôi do chiến tranh gây ra, nên tôi chỉ mong một năm mới bình yên mà thôi. Tôi hy vọng năm 2017 sẽ là một năm mới an lành và bình yên cho người dân Pháp, bởi đã có quá nhiều vụ khủng bố đau thương và đẫm máu trong năm vừa qua. Tôi hy vọng rằng trong năm 2017, Park Jung-hae sẽ bị luận tội một cách thích đáng và đất nước chúng tôi sẽ ngày một phát triển hơn. Năm ngoái, Triều Tiên đã liên tục phóng tên lửa, làm dấy lên lo ngại về khả năng hiện thực hóa tham vọng hạt nhân của nước này. Tôi hy vọng rằng khủng bố và chiến tranh sẽ kết thúc trên toàn thế giới. Có thể thấy ước nguyện của người dân trên toàn thế giới xoay quanh nhiều nhất là sự lo lắng về chiến tranh, khủng bố hay chỉ đơn giản là ước muốn về một thế giới bình đẳng hơn cho những người thuộc cộng đồng LGBT. Cùng với nhiều quốc gia trên thế giới, đêm qua, nhiều thành phố ở Việt Nam cũng tổ chức nhiều hoạt động đón chào năm mới 2017. Có thể dễ dàng nhận ra một điểm chung, dù không có pháo hoa như mọi năm, nhưng đêm giao thừa vẫn không mất đi sự đặc biệt của mình. Tại Hà Nội, hàng chục nghìn người tập trung tại Quảng trường Cách mạng tháng 8, Nhà hát lớn, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và Công viên Thống Nhất để tham gia vào lễ hội đếm ngược. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, người dân đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ và phố Mỹ Hưng, hào hứng chào đón khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Chuỗi lễ hội đếm ngược cao đao được tổ chức hàng năm đã góp phần tạo nên một không khí đón năm mới vô cùng sôi động trên cả nước. Khán giả được đắm mình vào một lễ hội âm nhạc lớn nhất trong năm, xua tan những muộn phiền của năm cũ và chào đón những điều hứng khởi may mắn sẽ đến vào năm 2017. Những giai điệu sôi động, giàu cảm xúc được thể hiện bởi các ca sĩ và DJ nổi tiếng. Đặc biệt, với sự hỗ trợ của hệ thống âm thanh ánh sáng tối tân, lễ hội đếm ngược đã mang đến thời khắc chào đón năm mới 2017 vô cùng ấn tượng. Năm mới, ai cũng mong những điều may mắn. Mình cảm thấy rất là phấn chấn và rất hy vọng vào nhiều điều may mắn cho năm mới. Là được nghe và cảm nhận âm nhạc thôi. Và quẩy, mình muốn tất cả bọn mình năm sau và rất nhiều năm sau vẫn đi chơi với nhau. Và mình muốn qua được kỳ học tiếp theo, được học bổng. Năm mới em mong tất cả mọi thứ đều sẽ tốt đẹp hơn năm cũ và sẽ đạt được mọi mong muốn của mình trong năm mới. Và sẽ có những giây phút tuyệt vời bên bạn bè và gia đình. Sẽ được học bổng trong học kỳ mới và sẽ đi du lịch nhiều hơn nữa trong năm 2017. Hôm nay mùng 1 tháng 1, ngày đầu tiên của năm mới, cũng là ngày nghỉ thứ hai của đợt nghỉ lễ Tết Dương lịch. Song thời tiết của miền Bắc cũng đã có những chuyển biến đáng kể. Khi trời nhiều mây và có mưa nhỏ rải rác, phần nào ảnh hưởng đến các hoạt động vui chơi chào mừng năm mới. Dự báo tình trạng âm u sẽ còn kéo dài đến hết đợt nghỉ lễ và kéo dài đến giữa tuần. Do khối không khí lạnh mạnh tràn về từ ngày 27 tháng 12 vừa qua đang suy yếu nhanh và di chuyển ra phía đông, khiến trường gió đông bắc khô đã chuyển thành gió đông đến đông nam, dầu ẩm.
Trên cao lại là một hình thế gây mưa, nên Bắc Bộ duy trì nhiều mây, có mưa rải rác tập trung vào đêm và sáng. Nên nhiệt độ vì thế cũng không tăng nhiều, trời vẫn rét cả ngày và đêm, có khi đến nhiệt độ cao nhất không vượt quá 23 độ. Phải sang đến ngày 3 tháng 1 thì trời mới giảm mây và hửng nắng dần. Khi đó nhiệt độ mới có xu hướng tăng nhẹ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong tháng 1 năm 2017, miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng từ 3 đến 4 đợt không khí lạnh và có khả năng xuất hiện từ 1 đến 2 đợt rét đậm, tập trung vào thời kỳ nửa cuối tháng nhưng không kéo dài. Thời tiết không thuận lợi cũng là một trong những lý do khiến cho ngày đầu tiên của năm mới với nhiều gia đình không thực sự trọn vẹn. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay thì nhiều người dân vẫn đưa gia đình đến các điểm vui chơi trong thành phố, đặc biệt là các công viên và các trung tâm thương mại. Ghi nhận của nhóm phóng viên tại Hà Nội. Khác với mọi năm, năm nay dù được nghỉ tới 3 ngày, thế nhưng nhiều gia đình lại chọn đi chơi trong thành phố thay vì dã ngoại hay đi du lịch. Các điểm yêu thích của nhiều gia đình là các công viên như công viên nước Hồ Tây, công viên Thủ Lệ, công viên Yên Sở. Lý do là ở đây có không gian rộng, trẻ em có thể tham gia các hoạt động vui chơi hoạt náo. Công viên nước năm nay cũng có nhiều trò chơi mới ấy. Giá cả rất phù hợp, với lại các cháu rất thích. Có nhiều trò chơi, công viên rất rộng rãi. Dự đoán trước kỳ nghỉ ngắn ngày, dịp Tết Dương lịch, nhiều điểm vui chơi đã xây dựng các chương trình phù hợp với xu hướng của giới trẻ hoặc trang trí theo chủ đề Giáng sinh, mùa đông. Ngoài ra, giá vé vào cửa cũng được nhiều điểm vui chơi điều chỉnh giảm để kích thích nhu cầu đi chơi của các gia đình trong dịp Tết. Đầu năm 2017 thì chúng tôi cũng triển khai các cái chương trình giảm giá vé 50% cho mọi khách hàng cao từ 1m trở lên chỉ còn 95.000 có thể vui chơi tất cả các trò chơi trong công viên. Bên cạnh các công viên, các trung tâm thương mại cũng là một lựa chọn khác của người dân thủ đô trong dịp Tết Dương lịch. Lý do để người dân đến đây là ở đây đáp ứng mọi nhu cầu trong một lần đi chơi như mua sắm, ăn uống và giải trí cho người dân thủ đô. Các cháu đi chơi loanh quanh ở trong thành phố, nó tiện hơn so với khi đi ra ngoài những cái nơi xa, nó cần cái thời gian và cần cái sự chuẩn bị đó tốt hơn. Cùng với đó, phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm cũng là địa điểm thu hút người dân thủ đô. Sau đêm giao thừa đón năm mới, nhiều người đã dành ngày đầu tiên của năm mới để ngắm nhìn không gian tĩnh lặng của di tích lịch sử đặc biệt này. Không gian này mang đến cho họ những phút giây thư thái trước khi bước vào một năm mới với đầy bận rộn. Trong khi phần lớn chúng ta đang đón năm mới 2017 hay còn gọi là Tết Dương, thì tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, đồng bào dân tộc Mông cũng đã bắt đầu đón Tết Dương của mình. Những ngày này là dịp đồng bào người Mông vui chơi gặp gỡ sau một năm lao động vất vả. Mời quý vị và các bạn cùng hòa mình với không khí đón Tết cổ truyền của người Mông tại bản Hủy 1, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Với người Mông ở Sơn La, khi hoa đào mới sớm nở là lúc họ đón Tết. Ông Hờ Chống Dạ, bản Nong Ke, xã Hủy 1, đang tất bật sửa soạn và làm những thủ tục nghi lễ truyền thống để đón Tết. Năm cũ đi qua, năm mới đến, chúng tôi lấy các dụng cụ vào nhà để dán giấy. Từ xa xưa ông bà đã dạy, phải gìn giữ phong tục này, xem đây là một sự tri ân những công cụ sản xuất. Đối với người Mông, trong mâm cỗ ngày Tết, bánh dày là thực phẩm không thể thiếu. Giống như bánh chưng của người Kinh, bánh dày là thứ bánh đặc trưng của Tết người Mông, dùng để cúng tổ tiên và đất trời. Bây giờ cuộc sống no đủ rồi. Năm nay cả bản ăn Tết vui hơn năm trước nhiều. Cùng với cuộc sống vật chất ngày càng được nâng lên, thì đời sống tinh thần của người Mông vùng cao cũng hết sức phong phú. Những chàng trai, cô gái người Mông lại tập trung ở một khu đất rộng để vui chơi văn nghệ, thể dục thể thao. Và đặc biệt, không thể thiếu, đó là trò chơi ném pao. Trong một năm qua thì bản con trong bản Nong Ke cũng đi làm nương này, làm ngô này, cũng đạt kết quả cao nè, thu được nhiều thóc rồi. Bà con rất vui và rất phấn khởi để ăn Tết cho năm nay. Một mùa xuân mới đã về trên những bản làng vùng cao Sơn La. Ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền dân tộc Mông vẫn còn được giữ nguyên bản sắc. Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, đời sống đồng bào Mông vùng cao ngày càng được nâng lên và những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc luôn được trân trọng, gìn giữ.
Trong khi đó, tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, sau nhiều tháng bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn, phải đến tận bây giờ thì người dân ở các vùng ngọt hóa mới có thể xuống giống chăm sóc hoa màu để kịp thời phục vụ Tết Nguyên đán. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, tuy nhiên do giá cả ổn định nên nhiều người dân đang kỳ vọng vào một cái Tết no ấm, ghi nhận tại tỉnh Cà Mau. Với hơn 2 sào đất, vụ hoa màu năm nay, anh Trần Quốc Khởi ở huyện Trần Văn Thời trồng chủ yếu là cà chua, cải xà lách và khổ qua, thích hợp với đất ngọt hóa nơi đây. Anh cho biết nếu chăm sóc kỹ, hoa màu sẽ được thu hoạch vào khoảng ngày 20 đến 22 tháng chạp. Theo mình trồng vụ rồi, vụ này thì dự đoán thì năm nay giá nó cao hơn giá năm rồi. Rút kinh nghiệm từ những năm trước, năm nay do đất bị xâm nhập mặn, thời gian đất ngọt hóa hạn chế. Gia đình chị Nhung vừa thu hoạch xong vụ mùa này là xuống ngay đợt giống mới, không để đất trống chờ thời vụ. Ngoài hoài vậy đó, dòng thì cũng lời 300-400 ngàn vậy đó, nhưng mà một bịch thì mình giải được 2-3 dòng vậy đó. Cùng với hoa màu, nhiều hộ dân tại xã Trần Hợi còn tích cực chăm sóc vườn cây ăn trái để kịp cung ứng cho thị trường Tết. Các loại cây chủ yếu vẫn là cam, quýt, nhãn. Theo các nhà vườn, do ảnh hưởng của đợt hạn hán và xâm nhập mặn vừa qua, nên trái cây Tết năm nay được thương lái thu mua với giá cao hơn so với năm trước do nguồn cung mặt hàng này bị giảm sút. Do thời tiết mưa nhiều, bao các hộ dân, bò bao khuôn hộ, thì đa số trồng màu trên bò bao khuôn hộ nhưng mà diện tích hiện nay rất ít, do đó cũng làm ảnh hưởng đến việc mà sản xuất của người dân trong việc mà cung cấp lượng rau màu cho dịp Tết Nguyên đán. Năm nay, diễn biến bất thường của thời tiết, diện tích ngọt hóa của Cà Mau đã giảm mạnh. Hiện toàn tỉnh Cà Mau mới chỉ có 20 hectare hoa màu được trồng. Chỉ còn vài chục ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2017. Người dân nơi đây chỉ có biết cầu trời cho thời tiết thuận lợi để có thể thu hoạch hoa màu đúng vụ Tết. Tiếp theo thông tin về vụ điều chuyển xe khách về bến xe nước ngầm, dù nhận được những phản đối gay gắt của hàng trăm doanh nghiệp vận tải, song Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội khẳng định vẫn sẽ tiến hành điều chuyển phương tiện bắt đầu từ ngày mai, mùng 2 tháng 1. Mọi doanh nghiệp chống đối sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Trao đổi với kênh VTC14, đại diện bến xe Mỹ Đình cho biết, ngày hôm nay, ngày 1 tháng 1 năm 2017, bến xe hoạt động bình thường, không xảy ra tình trạng lộn xộn do doanh nghiệp phản đối điều chuyển về bến xe nước ngầm như những ngày trước đó. Tuy nhiên, tình trạng lộn xộn trên rất có thể tiếp diễn trong ngày mai, ngày 2 tháng 1, ngày điều chuyển chính thức đầu tiên, cũng là ngày người dân bắt đầu quay trở lại Hà Nội. Đại diện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, mọi doanh nghiệp phản đối lệnh điều chuyển sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Trong đó, mức phạt cao nhất là tước giấy phép kinh doanh, tước phù hiệu vĩnh viễn. Cũng theo sở này, hiện danh sách và biển số xe của hơn 100 doanh nghiệp phản đối điều chuyển những ngày trước đó đã được ghi lại để có biện pháp xử lý cụ thể theo từng mức độ. Nhằm đảm bảo việc đi lại, công ty quản lý bến xe Hà Nội cũng đã chuẩn bị các xe dự phòng bằng cách kêu gọi các đơn vị xe hợp đồng khi cần thiết sẽ sử dụng xe buýt. Khoảng 20 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2016, ở địa chỉ C14/21, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, một đám cháy xuất phát từ tiệm tạp hóa đã lan sang 3 kiosk lân cận, khiến cho 2 người bị bỏng. Toàn bộ hàng hóa của các kiosk cùng nhiều đồ vật bị thiêu rụi. Vào thời gian trên, người dân sống trên đường Phạm Hùng phát hiện khói lửa bốc cao nghi ngút, kèm theo những tiếng nổ tại một tiệm tạp hóa ở địa chỉ C14/21, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Nên chủ tiệm tạp hóa hô hoán cùng người dân tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Do các mặt hàng bán bên trong đều dễ cháy và bắt lửa rất nhanh, nên khoảng ít phút sau, ngọn lửa bén nhanh chóng sang 3 kiosk là tiệm thuốc tây, tiệm sửa xe và một kiosk buôn bán mía cây gần đó, khiến cho nhiều người dân lo sợ đám cháy lan ra tiếp tục. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy huyện Bình Chánh đã điều động nhiều xe nước cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường khống chế đám cháy. Theo người dân, 4 kiosk trên chung một số nhà được ngăn ra thành 4 căn riêng biệt để bán và cho thuê. Ngày hôm nay, Bệnh viện Việt Đức cho biết vừa tiếp nhận trường hợp bé trai 20 tháng bị tivi đổ vào đầu khi kéo ngăn tủ kệ tivi. Trước đó, ở nhà khi bị bé kéo ngăn kéo tủ kệ tivi thì chiếc tủ bị nghiêng, cả chiếc tivi nặng đổ ụp vào đầu.
Ngay lập tức, bệnh nhân đã được gia đình đưa đi cấp cứu. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng hôn mê, bóc bóng qua nội khí quản, đồng tử đều là 1,5mm, huyết động tạm ổn định. Hình ảnh chụp CT scan sọ não cho thấy bệnh nhi có máu tụ ngoài màng cứng chẩm hai bên. Bác sĩ khoa gây mê hồi sức cho biết, hiện tại sau 2 tuần điều trị, cháu bé đã tỉnh, tự thở, huyết động ổn. Bé sẽ được ra viện trong một vài ngày tới. Các bác sĩ cảnh báo, trẻ nhỏ vốn rất hiếu động, vì thế tiềm ẩn nhiều nguy cơ chấn thương, tai nạn sinh hoạt. Vì thế người lớn luôn cần để mắt đến trẻ và nhắc nhở trẻ để hạn chế những nguy cơ rủi ro cho các bé, đặc biệt là những ngày lễ Tết bận rộn. Hạt Kiểm Lâm huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn, vừa tiến hành tiêu hủy 190kg động vật hoang dã. Đây là những tang vật thu giữ từ hoạt động buôn bán tàng trữ động vật hoang dã trái phép trong những ngày cuối năm 2016. Tang vật là 24 cá thể động vật rừng các loại có trọng lượng 190kg đã chết bốc mùi hôi thối. Trong đó có cá thể khỉ mặt đỏ, chăn gấm, kỳ đà hoa, chôn vàng, lợn rừng, son. Toàn bộ số cá thể động vật đã được xử lý bằng cách chôn lấp theo đúng quy định. Trước đó, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 31 tháng 12 năm 2016, Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Hạt Kiểm Lâm huyện Hương Sơn đã tiến hành kiểm tra tại gia đình ông Nguyễn Xuân Quân, sinh năm 1971, ở xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, và phát hiện nhiều cá thể động vật hoang dã đã chết và thịt động vật rừng được gia chủ bảo quản đông lạnh trong tủ đá. Toàn bộ số động vật rừng được khai nhận là mua của một người ở Lào, cất trữ để bán cho các nhà hàng trên địa bàn. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tiến hành thu giữ toàn bộ số động vật rừng và giao cho Hạt Kiểm Lâm Hương Sơn xử lý vi phạm hành chính cũng như tiến hành tiêu hủy. Vào sáng ngày 31 tháng 12 năm 2016, đội quản lý thị trường 6B, chi cục quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã bất ngờ tiến hành kiểm tra một kho chứa hàng nằm trong khuôn viên bãi giữ xe tại địa chỉ 127 An Dương Vương, phường 10, quận 6. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện hơn 5 tấn mứt sản xuất không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện số mứt trên đã bị niêm phong để xử lý theo quy định của pháp luật. Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện hơn 5 tấn mứt các loại đựng trong hơn 40 bao tải và chất đống gần cống nước dơ bẩn. Các nguyên liệu làm mứt, sản phẩm chuẩn bị đóng gói được bày trên nền nhà không đảm bảo vệ sinh. Nhiều thùng nhãn có nguồn gốc xuất xứ từ phía Trung Quốc. Bước đầu, đại diện cơ sở trên cho biết số hàng trên được nhập từ các tỉnh phía Bắc. Sau đó, cơ sở này có chia nhỏ đóng gói đưa ra các chợ Bình Tây để bán cho khách hàng. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, kiểm kê niêm phong số hàng trên để xử lý cơ sở trên theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, trong khi các loại dâu bình thường hiện có giá bán chỉ khoảng 100.000 đồng 1kg, thì một loại dâu siêu sạch được trồng theo công nghệ cao tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng lại có giá cao hơn gấp 5 lần. Dù giá khá đắt đỏ, nhưng loại dâu này vẫn luôn trong tình trạng cháy hàng. Vậy dâu sạch được sản xuất theo quy trình như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong chuyên mục Đi tìm thực phẩm sạch của tuần này. Những quả dâu chín mọng đang chờ thu hoạch. Ít ai nghĩ rằng nó có giá 500.000 đồng 1kg. Giá thành cao, nhưng bù lại, loại dâu này đảm bảo độ sạch, có vị ngọt thanh và hương thơm mạnh. Toàn bộ quy trình sản xuất dâu tây tại vườn được áp dụng theo công nghệ Nhật Bản, đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với cây dâu tây sinh trưởng, phát triển. Dâu Nhật làm trái dâu ngon và sạch, nói chính là đó là từ giống dâu từ mang từ Nhật qua và cũng làm theo một cái quy trình giống nghiêm ngặt như của người Nhật để làm cho trái dâu to, đẹp và thơm và ngon. Sau đó sẽ bán ra ngoài thị trường và dây chuẩn tiêu chuẩn để một trái dâu sạch, đó là làm cho từ trái dâu sạch từ khi mà từ cây nhỏ cho đến khi mình hái trái, làm cho quá trình đó luôn luôn là sạch sẽ, không có bị vướng bận như thế nào hết. Trong nhà kính, cây dâu được trồng trên các giá thể đất vi sinh, sơ dừa đã được khử trùng, cao cách mặt đất khoảng 50cm, hạn chế tối đa các loại sâu bệnh. Ngoài ra, hệ thống nước tưới dâu không đơn giản chỉ là nước sạch mà còn phải biết điều chỉnh hàm lượng các chất trong nước cho phù hợp với cây. Đại diện vườn dâu cho biết, loại dâu này không có bệnh trong suốt vòng đời nếu được chăm sóc đúng kỹ thuật. Cái dâu để làm cho những trái dâu to và ngon như này, đó là phần giống mà từ bên Nhật qua. Và đó là cái cách thức chăm sóc, theo tưới qua dạng trực tiếp vào đất và dạng nhỏ giọt, chứ không tưới bằng phun.
cái từ khi mà trồng cái cây dâu nhỏ cho đến khi mà cái thư phần để mình thu hoạch thì mất khoảng tầm một tháng đến một tháng rưỡi là sẽ có thể thu hoạch những trái to đầu tiên được. Ở đây dâu được chăm sóc nghiêm ngặt, trong vườn được trang trí máy đo nhiệt độ nhằm kịp thời điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với cây dâu tây. Khi nhiệt độ vượt quá tiêu chuẩn cho phép, lưới đen bên trên sẽ được kéo lại, cạn bớt ánh sáng mặt trời. Đồng thời, hệ thống làm mát cho dâu sẽ hoạt động. Ngoài ra, để tăng tỷ lệ đậu trái, trong vườn còn nuôi ong mật để nhờ chúng thụ phấn cho dâu. Thì hiện nay là trên địa bàn Lâm Đồng chúng tôi thì tất cả cái sản xuất nông nghiệp hiện tại thì có 48.000 hectare là được sản xuất theo công nghệ cao. Và chúng ta thấy như cùng vườn dâu tây đây, người ta là sản xuất theo cái công nghệ cao. Và chính đây là những cái đột phá, thì cái mục đích của người ta là để áp dụng những cái thành tựu lớn mới của cái khoa học kỹ thuật. Để cái là ví dụ như là trước đây chúng ta trồng ở ngoài trời, thì hiện nay người ta trồng trong nhà kính, nhà lưới. Rồi là người ta dùng màng phủ ni lông trên cái gốc cái cây ấy, làm cho các cái loại sâu bệnh nó chết đi. Rồi là có nhà kính nhà lưới thì sâu bệnh nó không có vào được trong vườn. Vì vậy người ta không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Hiện tại loại dâu này có giá 500.000 đồng 1 kg. So với thị trường, mức giá này cao hơn rất nhiều lần. Tuy nhiên, đại diện vườn dâu cho biết luôn bị thiếu hàng cung cấp ra thị trường. Chuyển sang phần tin quốc tế. Người dân Thổ Nhĩ Kỳ vừa bước qua năm mới 2017 chưa lâu đã bị rúng động bởi vụ xả súng trong hộp đêm Reyna ở thành phố Istanbul. Tính cho đến thời điểm hiện tại đã xác định có 39 người thiệt mạng, trong đó có nhiều người nước ngoài và 69 người khác bị thương. Vụ tấn công xảy ra ở hộp đêm Reyna trong khu vực Otakoy, Istanbul vào khoảng 1 giờ 15 theo giờ địa phương. Khoảng 500 đến 600 người được cho là đang ở bên trong hộp đêm vào thời điểm vụ xả súng diễn ra. Hàng chục xe cứu thương và xe cảnh sát đã nhanh chóng được điều đến hộp đêm. Theo các nhà chức trách, thủ phạm trong vụ xả súng ở hộp đêm này vẫn đang lẩn trốn và hiện cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành chiến dịch truy lùng đối tượng. Ngay sau vụ tấn công, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã ban hành lệnh cắt điện tạm thời trong khu vực, đồng thời kêu gọi các cơ quan báo chí truyền thông cẩn trọng trong thông tin, tránh gây hoang mang lo sợ cho người dân, cũng như nguy cơ dẫn đến bất ổn, vốn có thể chính là mục đích của những kẻ khủng bố khi thực hiện vụ tấn công này. Một số người bạn của tôi đã mời tôi đi đến câu lạc bộ đêm đó. Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình hiện tại như thế nào. Xin chia buồn với những nạn nhân trong vụ việc. Thổ Nhĩ Kỳ bước vào một kỷ nguyên mới và chắc chắn rằng có một tổ chức hay nhóm người nào đó không muốn Thổ Nhĩ Kỳ phát triển. Họ đang ngang nhiên tấn công Thổ Nhĩ Kỳ. Mọi thứ loạn thật rồi. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố cũng như vụ đảo chính bất thành xảy ra hồi tháng 7 năm 2016 và cam kết sẽ áp dụng các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trong nước ngay từ đầu năm 2017. Vào ngày hôm nay mùng 1 tháng 1, một tàu chở du khách đã bốc cháy khi đang trên đường đến đảo Tanjung phía bắc thủ đô Jakarta của Indonesia, làm 5 người thiệt mạng và khoảng 100 người đã được giải cứu. Theo đó, tàu du lịch Zaro Express chở khoảng 200 người từ cảng Muara Angke tới đảo Tanjung phía bắc thủ đô Jakarta đã xảy ra hỏa hoạn khiến 5 người thiệt mạng, 17 người khác bị thương. Người đứng đầu cơ quan tìm kiếm cứu nạn Jakarta, Indonesia, Hendra Sudiman cho biết 98 người khác may mắn được cứu thoát. Lực lượng tìm kiếm cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích. Một quan chức Bộ Giao thông Indonesia cho biết bộ này vẫn đang cố xác định chính xác số lượng hành khách trên tàu. Nguyên nhân vụ cháy được người phát ngôn cảnh sát đảo Tanjung, ông Ferry Budihaso cho biết là do chập điện. Được biết, tai nạn hàng hải ở Indonesia thường xuyên xảy ra vì tình hình chấp hành quy định an toàn tại đây còn yếu kém, thường xảy ra tình trạng tàu thuyền quá tải, không đủ áo phao cứu sinh trên thuyền. Hồi đầu tháng 11 năm 2016, ít nhất 54 người thiệt mạng sau khi một chiếc tàu Indonesia chở quá tải với 3 thành viên thủy thủ đoàn và 98 hành khách đâm trúng bãi đá ngầm và bị chìm khi đang di chuyển từ Malaysia đến đảo Batam, Indonesia. Ngày hôm qua 31 tháng 12 năm 2016, người dân Hàn Quốc đón chào năm mới bằng cách xuống đường tham gia các cuộc biểu tình, yêu cầu Tổng thống Park Geun-hye từ chức sau bê bối chính trị liên quan tới người bạn thân Choi Soon-sin. Hãng tin Reuters đưa tin, cuộc biểu tình ngay trong đêm giao thừa ở quảng trường Gwanggamun ở thủ đô Seoul là cuộc biểu tình thứ 10 diễn ra ở khu vực này trong năm nay. Theo các nhà tổ chức, số người tham gia biểu tình có thể lên đến 1 triệu người.
những người biểu tình mang theo nến và biểu ngữ hô vang các khẩu hiệu đòi Tổng thống Park Geun-hye từ chức và bắt giữ nữ chính khách này đã tuần hành hướng đến các tòa nhà quan trọng ở thủ đô Seoul, trong đó có Nhà Xanh và Văn phòng Thủ tướng. Đoàn người biểu tình cũng tham gia lễ hội đánh chuông chào đón năm mới vào giao thừa. Trong năm 2017, tôi hy vọng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với đất nước của chúng tôi và bà Park phải bị bắt giữ. 2016 là năm của sự thất vọng và giận dữ đối với tất cả mọi người dân Hàn Quốc. Vì vậy, tôi muốn một năm mới 2017 tốt hơn so với năm cũ. Ngoài thủ đô Seoul, những cuộc biểu tình tương tự cũng đã diễn ra ở các thành phố lớn như Gwangju, Busan và Ulsan của Hàn Quốc. Sau khi Hội đồng Quốc gia Hàn Quốc bỏ phiếu truất quyền hôm 9 tháng 12, bà Park hiện đã bị tước toàn bộ quyền lực và Thủ tướng Hwang Kyo-an đã lên nắm giữ chức vụ Tổng thống tạm quyền. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin nhật ký cuộc sống ngày 1 tháng 1 năm 2017 của VTC14. Một lần nữa xin được kính chúc cho quý vị và các bạn một năm mới gặp thật nhiều may mắn và tiếp tục đồng hành với các chương trình của VTC14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.